Trời ơi là trời, trời ơi hết người chọn, sao chọn con nhỏ đó làm vợ vậy trời? Thôi đi bà, chuyện nó cũng đã lỡ vậy rồi, bây giờ mình có muốn cũng không được. Với lại tôi thấy con nhỏ đó cũng đáng mến, nghe thằng Minh nói con nhỏ đó nó đảm đang dữ lắm, cưới nó về á, sau này á, nó quán xuyến được việc nhà cũng tốt mà bà. Nhưng mà mặt mũi của em còn để ở đâu? Bạn bè em biết em làm xui với con mẹ già tay lắm chân bùn đó, họ cười vô mặt em. Sao bà cứ nghĩ chi cho tiêu cực? Trời ơi, có khi người ta còn nể nang mình nữa kìa. Anh á, lúc nào cũng về phe thằng Minh hết trơn á, chính anh là người bắt cầu cho nó đó. Vậy bây giờ bà nói đi, bà tính cách nào đây? Không lẽ bây giờ kêu thằng Minh đưa con nhỏ đi phá bỏ cái thai? Không đời nào. Tại sao phải phá bỏ đứa con của mình chứ? Con nói đi, bây giờ ba mẹ phải làm sao đây? Bao nhiêu chỗ đàng hoàng danh giá, ba mẹ đưa về giới thiệu với con đều từ chối. Con lại đâm đầu vô cái đứa chẳng ra gì. Mẹ à, Duyên không phải là người như mẹ nghĩ đâu. Ngoài hoàn cảnh gia đình quấy ra thì Duyên là một cô gái tốt, không thua kém bất cứ một người phụ nữ nào. Tốt hả? Tốt mà, nó để cho con ngủ trước khi cưới. Nó không phải là lỗi của Duyên. Nếu như mẹ muốn trách thì mẹ trách con nè. Minh à, con không nghĩ là con nhỏ đó cố tình gài bẫy con sao? Vì muốn bước chân vào cái nhà này cho nên nó mới gài bẫy con. Mẹ ơi, con bao nhiêu tuổi rồi, con đâu phải là lứa tuổi vị thành niên đâu mà bị người ta dụ dỗ gài bẫy chứ. Nếu mà nói về dụ dỗ thì con mới là người dụ dỗ cô ấy nè. Thứ nhất, cô ấy nhỏ tuổi hơn con. Thứ hai, cô ấy là người miền quê, ngây thơ, hời hợt, không biết bất cứ gì hết. Con trai mình nói đúng đó bà. Bà đừng có nghĩ khắt khe quá. Chuyện nó lỡ vậy rồi, mà con trai mình cũng thương con bé đó, thì bây giờ mình tiến hành cưới hỏi luôn cho rồi. Đúng rồi đó mẹ. Không phải mẹ từng nói với con á, tuổi của con năm nay được, nếu mà cưới vợ á thì sẽ rất là tốt hay sao? Nhưng mà mẹ không đồng ý, mẹ không cho phép con cưới con nhỏ đó. Bà, bà đừng quên là con bé đó đang mang đứa cháu nội của mình trong bụng đó nghe. Con yêu Duyên, và hơn hết á là con cần phải có trách nhiệm đối với những gì con đã làm. Con không thể nào tự giết đứa con của mình được mẹ à. Vì vậy mẹ có chấp nhận hay không thì con cũng đã quyết định rồi, con sẽ cưới Duyên. Anh nghe chưa? Anh nghe con trai mình nó trả lời với mẹ nó như vậy chưa? Bình tĩnh, bà bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh, bình tĩnh sao được mà bình tĩnh chứ. Mẹ à, con không muốn trở thành một đứa con bất hiếu, vì vậy mẹ đừng có ép con. Mình không phải là ba với mẹ từng nói với con là lúc nào cũng mong muốn có một đứa cháu nội đức tôn hay sao? Thì bây giờ con sẽ làm cho ba mẹ toại nguyện nè. Thôi bây giờ như vậy, vì đứa cháu nội đích tôn của tôi, bà nên bằng lòng cho tụi nó cưới nhau đi. Đi mẹ. Thôi được, sự thể đã như vậy rồi, mẹ không còn cách nào khác, nhưng phải có điều kiện. Điều kiện gì mẹ? Mẹ sẽ để cho con cưới nó, nhưng hai đứa không được đăng ký kết hôn. Mẹ ra điều kiện gì kỳ cục vậy? Tự nhiên cho cưới mà không được đăng ký kết hôn là sao? Là mẹ nghi ngờ con chỉ nhất thời đam mê cái nhan sắc hương đồng cỏ nội của nó, con không yêu nó như con tưởng. Mẹ, mình vì giọt máu của con, mẹ cho con cưới nó. Nếu nó sinh được cho nhà ta một đứa cháu nội đích tôn, hoặc sống với con một thời gian mà con vẫn một lòng yêu thương nó, khi đó mẹ sẽ cho phép con làm hôn thú. Mẹ con sợ hai đứa sống với nhau không có lâu, phải chia đôi tài sản đó con. Coi kìa anh. Thôi được rồi, con bằng lòng. Và con cũng nghĩ là Duyên cũng sẽ không câu nệ về cái chuyện hôn thú đâu. Như vậy thì tốt quá rồi, ba mẹ sẽ làm đám cưới cho con. Cảm ơn ba. Ừ. Thôi mà mẹ. Cái gì? Mày đám cưới với thằng Minh hả? Dạ. Yeah. Trời ơi, tao có nghe lộn không vậy? Hay là mày nằm mơ cho nên mày tưởng thiệt? Hai,
Chuyện này làm sao vậy hai? Có gì hai sẽ nói chuyện với em sau nha. Má, ngày mai là gia đình anh Minh đem sính lễ tới hỏi con. Con báo cho má biết để má ở nhà tiếp người ta. Mắc gì tao phải tiếp họ? Với lại mày điên, chứ không phải tao điên đâu. Cái thứ như mày mà đòi làm vợ thằng Minh hả? Mơ đi nha con. Má, má nói gì kỳ vậy má? Nè, đứng lại con quỷ kia. Hai, nghe không? Hai. Chuyện này là thật sao? Thằng Minh nó sẽ cưới con Duyên sao? Không, không đời nào. Người nó hỏi cưới phải là con Ngọc mới đúng. Nó quen với con Ngọc trước, nó còn vì con Ngọc mà bỏ biết bao nhiêu tiền để trả nợ cho cái nhà này. Còn con Duyên nó khùng rồi. Nó khùng rồi.